Đây cây em trồng được hơn 2 tháng. Đang ra hoa và trái nhỏ. Trồng hơn 2 tháng, phát triển khá tốt. Quay lên trên mà nắng chóe quá. Chúng ta làm dàn cho dây leo. Đó là cây trồng khoảng hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng tuổi. Trồng vô trụ bê tông rồi có thể làm dàn dây đi hàng dọc hoặc là dây ở trên đầu như kiểu dàn chanh leo. Đa số là cây đang ra hoa và đậu trái nhỏ. Những cái ngọn của cây đong đưa ra ngoài thì chúng ta bắt vào. Ví dụ như đây. Đây, chúng ta bắt vào. Bên này cũng vậy. Vừa quay vừa làm nên là hơi rung máy. Chúng ta bắt vào như thế này. Cây phát triển khá là tốt. Đây quay hoa. Hoa và trái nhá. Sai lắm nhưng mà kiểu quay không có thấy hết được. Cây này lúc mình mới trồng thì trồng vào vườn tiêu cũ nên là cũng không có, chưa có bón cái gì cả. Nhưng mà nếu mà mọi người trồng thì nên sử dụng phân chuồng, bón lót.
Hoa trái rất nhiều. Đang đậu trái. Tối quá nhỉ.